À, trước khi vào làm cái clip thì cũng xin chào anh em cầu thủ trên toàn quốc, chào cộng đồng YouTube, chúc anh em cầu thủ cộng đồng YouTube buổi sáng an lành hạnh phúc. Sáng nay ra bưu điện gửi 15 cái lục cu cho 15 anh em cầu thủ của các tỉnh thành phố, sẵn tiện về nhà rảnh cũng làm cái clip để giới thiệu về sản phẩm lục Việt Nam. Lục cu gái Tân Ninh Bình Thuận cũng chuyên cung cấp lục cu và cu gái toàn quốc. Anh em có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Về sản phẩm lục cua bên em thì có gì anh em cứ vào Zalo, trực tiếp Zalo của em có giá cả trên từng hình cho anh em tham khảo. Sẵn tiện cái clip thì em cũng nói sơ qua về chất liệu và giá của từng sản phẩm. Về lục sinh viên, chất liệu thép mạ đồng, trụ inox móc sắt, thép không rỉ nha anh em. Cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, đồng giá 700 ngàn bao ship. Lục chất liệu thép mạ đồng, nâng cấp trụ móc ti đồng. Cầu tử từ 30 tới 45 cm, đồng giá 900 ngàn đồng bao ship. Lục thép đan hoặc là inox nguyên con, 1 triệu bao ship. Lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1,2 triệu bao ship. Lục lưỡng kim trụ móc ti đồng sen cánh bướm 1,3 triệu bao ship. Lục đa năng tức là vừa đánh lục gáo vừa đánh lục cây. Cái lục này thì anh em cứ vào trực tiếp Zalo anh em sẽ thấy rõ cái hình nó và cái cách thức sử dụng nó rất đơn giản nha anh em. 1,5 triệu bao ship. Còn mấy mẫu lục nữa như là lục hai mặt nhá, theo lục Thái, lục hai mặt trụ inox móc sắt, chất liệu thép lưỡng kim không rỉ 1,000,000 bao ship. Lục hai mặt trụ móc ti đồng, chất liệu thép lưỡng kim không rỉ 1,2 triệu bao ship. Cũng lục hai mặt cũng trụ móc ti đồng cũng chất liệu lưỡng kim, nhưng mà mình nâng cấp thêm hai sân cánh bướm thì 1,3 triệu bao ship. Ngoài ra còn hai loại lục gáo, lục gáo 550 ngàn đồng bao ship, lục gáo 800 ngàn bao ship. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm phụ kiện đi kèm như là áo lục dây đeo 125 ngàn bao ship, áo sào 125 ngàn bao ship, túi bổi 15 ngàn, lá cống, lá bồ công anh 3 ngàn một lá, cống thì 15 ngàn một cống, cống cước, tôn cước nha anh em. Thì anh em mua hàng bên em xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Đó, còn có sào gác cu, sào nhập từ Thái hoặc sào Việt, con liêm đồ đầy đủ nha anh em. Có gì anh em cứ cứ liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo giao lưu luôn. Thank you.
Cảm ơn anh em đã xem clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cổ thủ cộng đồng YouTube buổi sáng cuối tuần an lành hạnh phúc.